Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Thì mình tên là Hưng và hôm nay mình sẽ tiếp tục đi với các bạn về cái dự án Sgame Pro. Thì như tuần trước thì mình đã review lại cho bạn về website của dự án Sgame Pro. Thì hôm nay mình xin tiếp tục giới thiệu về những sản phẩm của Sgame Pro. Thì như các bạn đã thấy trên đây ngay thì chỉ còn 37 ngày nữa thì cái đợt Grand Sale này của Sgame sẽ kết thúc. Nó có một cái đồng hồ đến đây này, hard cap của nó là khoảng tầm 6 triệu, soft cap của nó là 2 triệu. Và cái đợt sale chính của nó sẽ vào 12/12/2018 để cho Redis bạn có thể vào đây này. Đó, thì chúng ta sẽ đi vào trong cái lần trước mình đi vào những cái tiện ích của nó, thì bây giờ mình sẽ đi vào cái những sản phẩm của nó. Thì Sgame Pro sẽ tập trung vào những gì? Thì cái ý tưởng của cái Sgame Pro này bắt đầu là việc mở ra cho người chơi một số cái giải thưởng bằng việc bằng cái mã SGM ấy, cái đồng token của nó, bằng và mã hóa cái tiện ích được phát hành bởi cái Sgame Pro trong khi chơi những trò chơi di động phổ biến trên thế giới. Và cái Sgame Pro này sẽ là SGM, cái đồng tiền của nó ấy, sẽ là cái cách duy nhất này để truy cập và hưởng lợi từ cái nền tảng của Sgame và phương thức thanh toán duy nhất cho tất cả các giao dịch trong hệ sinh thái của Sgame Pro. Thì cái này thì cũng coi như là nó tạo ra một cái đồng tiền trung gian thôi. Thì nó tập trung vào cái gì? Nó tập trung vào trong cái việc với sự phát triển từ năm tháng 8 năm 2016 thì cái Sgame này đã phát hành ra cái phiên bản Alpha vào năm 2017 với hơn 50.000 lượt tải xuống và không có chi tiêu tiếp thị gì cả. Toàn bộ trọng tâm của chúng là một cái ngành công nghiệp di động game và đang nhanh chóng phát triển. Bạn có thể thấy như là trên thế giới hình như Clash of Clans hay là cái Minecraft ấy, thì nó phát triển rất là mạnh. Người chơi và nhà sản xuất, người bán hàng và người ảnh hưởng, những cái influencer ấy, thì có những cái tính năng gì mới. Thì nền tảng của nó lại tập trung vào cái phân khúc đó là sản xuất trò chơi độc lập và lớn. Cái hình thành cái nền tảng của trò chơi một cửa, nơi mà người chơi sẽ có cơ hội thách thức những người chơi khác trong trò chơi. Mà đây chỉ là, mà trước đây thì là một người chơi đơn thôi, bây giờ các bạn có thể kiểu thách đấu luôn. Sự đổi mới này sẽ gây rắc rối cho cái thằng, vì một số người sẽ cho rằng là 78% trò chơi thiết bị di động là một trò chơi dành cho việc đơn lẻ chứ không phải trò chơi đối kháng, trong khi hầu hết doanh thu xuất phát từ những trò chơi rất nhiều người chơi. Thì đây cũng là một cái thách thức, vừa là cơ hội cũng là vừa một cái thách thức cho Sgame. Thì cái game của nó sẽ là cái gì? Cung cấp một cửa hàng trò chơi, các trò chơi yêu thích và thông báo những trò chơi mới mà các nhà xuất bản tốt nhất thế giới đưa vào. Nó kiểu như một cái app store ấy. Thu nhập của nó thì thông qua cái mô phỏng bằng cái việc sử dụng thu lại bằng cái SGM ấy, mình vẫn nói ấy. Thử thách ở đây là gì? Nền tảng này biến đổi tất cả các trò chơi đơn, người chơi đơn ấy, thành những thành trò chơi có nhiều người chơi với các chế độ tùy biến như là 1v1 và 1v100, tức là có thể chơi đơn hoặc là chơi đa, chơi nhiều người cùng một lúc. Thì trên cái thị trường của nó là cái gì? Tất cả các phần thưởng có thể SGM được chi cho cái hàng hóa kỹ thuật số và vật lý thay vì sử dụng cái tiền tệ fiat để tăng cái tính tương tác của người chơi. Vậy là nó cho, nó cũng hình như là nó không cho việc rút về tiền thật mà nó sẽ để luôn bằng tiền ảo. Tính năng live cung cấp cho người cái chơi một cái phát trực tuyến hiện đại nhưng mà giá cả phải chăng để cho người chơi trên thiết bị di động và các tài khoản được trực tiếp đóng góp vào cái SGM đấy. Để còn livestream ấy, những ai mà chơi giỏi thì rất là thích cái này. Và cuối cùng là giới thiệu về một cái hệ thống cung cấp hấp dẫn dành cho những cái influencer, tức là những người mà có tầm ảnh hưởng trong cơ hội kiếm tiền trong cái thời gian dài của họ. Đó, để khoảng 38 SGM.
Vì trên đây là cái sản phẩm và những cái mục đích của SGM, Sgame Pro. Hy vọng rằng những video trên này của mình có ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video lần sau.